Dạ, cô chú anh chị ơi, cô bác này giao rong biển kẹp hạt đến giao nè cả nhà. Hôm nay bác chở đến 3 thùng ha. Thấy Khoa ra hỗ trợ bác nè. Chú Chánh thì đang mở cửa ở nhà trên, có vẻ là đem vào nhà trên. Ở dưới nhà dưới thì đang bận đóng gói những cái đơn hàng cho khách đó. Thì ở nhà dưới thì đầy hàng để chuẩn bị gửi cho khách rồi, những cái thùng hàng này để nhà trên. Bên kia thì thấy có chị với bé đang vào mua đồ ăn vặt nữa nha. Tổng giám đốc của chúng ta thì đã đi bấm MV hả các chú anh chị? Hôm nãy anh sang đến đón đi rất là sớm hả các nhà? Xong muốn họ xong rồi nha. Này cả nhà, có một cái anh đẹp trai, rất là trai ở nhà tới mua đồ ủng hộ Hồng Loan rồi nha. Tàu quét ha, phát ra vát luôn cả nhà, chạy chiếc xe SH rất là đẹp ha, nhìn giống như là ca sĩ luôn cả nhà, đội cái nón bảo hiểm không sắp hàng nữa. Này cả nhà thấy không, đội cái nón đọc chiều luôn cả nhà, cái quay về sao cái phong cách là style ha cô chú anh chị, cái xu đi học về cô chú anh chị. Có mấy cô thì tới ủng hộ đồ vật này đó nha. Đó, mới đến giao một cái thùng hàng gì đó cho Khoa, mới thấy sắp đem vô đúng vậy. Cô này chạy xe qua đây để chờ nha. À, mấy cô mua cơm trái rong mà trong bị đó nha. Cơm trái rong biển rất là ngon cả nhà. Cơm trái rong biển rất là ngon cô chú anh chị. Em có ăn rồi, nó mặn mặn mà nó có rong biển rất là ngon. Mấy cô này tới mua hàng rồi cả nhà. Bên trong thì thấy có Hoa với ông xã bùm bùm ha, làm đúng cầm đông thì vừa mới chia sẻ một cái đoạn video nó trên fanpage của chúng chị. Hôm nay em là đạo diễn Điền Tiếu đó nha, rất là vui ha. Xe mua điện tới để lấy hàng này cô chú anh chị. Hồi sáng thì em nghe là chú Chánh kéo băng keo rẹt rẹt ha. Đó, thì bây giờ xe bưu điện tới để nhận hàng để chuyển đi cho bà con mình đó cả nhà.
pha vàng à, thấy không, những cái thùng nhỏ nhỏ thấy không, hàng dễ vỡ. Đây cách là ý nha. Đây là những cái thùng to là cái gì? Hàng dễ vỡ, vui lòng nhẹ tay. Đó, bây giờ cái thùng to à, những cái thùng to là rong biển đẹp hạ quá thôi chú anh chị. Trong thì chú Tránh đang di dời ra truyền ra cái nhà đó, thì Khoa sẽ đem ra ngoài này cho mấy anh mua điện đem lên. Đây là khổng đó nha. Cái đụng chống chọn mà xe có chức năng chống chọn ở cái nhà, đụng vô cái là nó hú. Đơn hàng khủng luôn cả nhà. Lại là những cái thùng nhỏ ha, bây giờ những cái thùng to nè. Rất là nhiều cái trong. Trong là ông xã của Thành lại bỏ bùm bùm, đã bùm bùm cái nhà đang nha. Đó. Đó trời ơi. Đó là hôm nay, là đơn hàng khủng đấy. Thấy trên mỗi cái thùng là có một cái tem này. Có một cái tem là chữ ăn vặt và cái hình của Hồng Loan và bé Bun đó cả nhà. Cái hình dễ thương ha cả nhà ha. Số điện thoại cả nhà. Thấy cần quá thôi chú anh chị. Sáng giờ nghe chú Tránh nó kéo con kèo rẹt rẹt. Hôm qua con quay clip đó rồi, chở chú thấy chưa? Biết rồi. Chú Tránh đang đứng ở đây nghe cô, chú Tránh có đi chơi con kia.
Tư Chánh nhìn rất là hiền lành, chân chất của mình rất là cũng cười cười, kiểu dân miền Tây mình đó, cứ vậy lúc nào cũng vui vẻ. Là về đi lên nhà sẽ đi khắp các tỉnh thành trên nước Việt Nam mình thôi nha. Bưu điện sẽ vận chuyển trong nước và có một chiếc xe nữa là sẽ chuyên chuyển khách hàng đi quốc tế đó nha, đi nước ngoài thưa chú anh chị. Thì bên bưu điện thì cũng xong rồi thưa chú anh chị. Bây giờ mấy ảnh đi thôi nha ha. Đêm nay Hồng Loan thì đi đóng MV, có ở nhà để xuất một đơn hàng rất là khủng thưa chú anh chị. Quá tuyệt vời ha cả nhà ha.